Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Đồ Gỗ Văn Sáu. Và Đồ Gỗ Văn Sáu hôm nay mới ra lò các sản phẩm về tường gỗ có nhiều mẫu mã, chủng loại, kích thước khác nhau. Và quý vị muốn chiêm ngưỡng và muốn mua các cái tác phẩm về tường gỗ thì hãy liên hệ tới Đồ Gỗ Văn Sáu qua số điện thoại 0968152070 hoặc 0972282070. Trong video này tôi sẽ chia sẻ đến cho quý vị về các mẫu tượng Đạt Ma đang có ở trên đây. Trên đây tôi có mang lên 5 mẫu tượng Đạt Ma được làm trên chất liệu gỗ hương và chất liệu gỗ cẩm. Các mẫu tượng Đạt Ma này chúng tôi đã kê lên những chiếc đôn. Và quý vị nào xem video giới thiệu về Đạt Ma mà muốn mua đôn thì hãy liên hệ tới Đồ Gỗ Văn Sáu hoặc để lại số điện thoại của mình dưới phần bình luận. Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ trực tiếp liên hệ đến cho quý vị. Và trong video này tôi sẽ không chia sẻ về ý nghĩa của tượng Đạt Ma và cách trưng bày của tượng Đạt Ma mà chỉ đi chi tiết về kích thước, báo giá và các đặc điểm nổi bật. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với một mẫu Đạt Ma có kích thước nhỏ nhất ở trên đây. Mẫu tượng Đạt Ma này được chạm dưới hình thái đó chính là tượng Đạt Ma ngồi thiền. Và trên tay có cầm một chiếc bát đang ngồi ở dưới một gốc tùng xum xuê. Đặc điểm nổi bật nhất trong tác phẩm này đó chính là có tạo thêm một chỗ để quý vị đốt trầm hương, để khói trầm hương lan tỏa xung quanh ngài Đạt Ma, tăng thêm độ tâm linh cũng như độ đẹp cho một tác phẩm nghệ thuật. Mẫu tượng Đạt Ma này có kích thước chiều cao 48, chiều rộng 42 và chiều sâu là 36. Bên Đồ Gỗ Văn Sáu đang bán với giá là 5 triệu đồng cho mẫu này. Quý vị nào mua mẫu này hãy để lại cú pháp là mẫu 1 kèm số điện thoại ở dưới phần bình luận. Từ một khúc gỗ tự nhiên ở trong rừng thì qua bàn tay của nghệ nhân Đồ Gỗ Văn Sáu đã được thổi hồn và tạo hình nên những bức tượng hoặc là những giá trị nghệ thuật vô cùng phong phú, đa dạng và giá trị. Phần tóc của ngài có tạo hình khói trên một chiếc bình. Và ở phần bên trên đó chính là hình ảnh không thể thiếu, đó chính là những nhánh tùng xum xuê. Về hình ảnh cây tùng này thì quý vị có thể thấy những phần có lỗ, đó chính là thể hiện cho các cái cành tùng đã bị gãy. Một hình ảnh rất chân thực về cây tùng. Về phần bên dưới, đặc điểm quan trọng nhất đó chính là nơi để đốt trầm hương. Quý vị có thể lấy trầm hương về đặt vào và đốt thì khói nó sẽ lan tỏa xung quanh ngài Đạt Ma. Và đây là mặt sau của tác phẩm. Mặt sau thì có được để tự nhiên và sơn phủ một lớp bóng mờ. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với mẫu số 2. Mẫu này đó chính là Đạt Ma đứng trên một con sóng. Mẫu này thì được làm trên chất liệu gỗ hương và có kích thước chiều cao 83, rộng 61, sâu 26. Bên Đồ Gỗ Văn Sáu đang bán mẫu này với giá là 5.500.000 đồng. Quý vị nào muốn mua mẫu này hãy để lại với cú pháp đó chính là mẫu 2 kèm số điện thoại. Phần bên trên đó chính là chiếc gậy có hình hồ lô và chiếc mũ của ngài. Các chi tiết về râu, bờm, tay và đặc biệt là cái vòng ở đây được thiết kế tạo hình xoắn để tăng thêm cái độ tự nhiên với những chiếc xương sườn gầy guộc của ngài Đạt Ma.
đang đứng rất là vững chãi trên những con sóng. Với giá chỉ 5.500.000 đồng, quý vị đã được sở hữu một bức tượng Đạt Ma được làm trên chất liệu gỗ hương và cao đến 83. Thân hình Đạt Ma gầy guộc và có được thể hiện rất chân thực ở bàn chân của ngài. Chắc gần hơn thì quý vị có thể thấy được những đường vân của chất liệu gỗ hương. Và chia tay với mẫu thứ hai thì xin kính mời quý vị và quý khách hàng đến với một mẫu, đó chính là mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba này có được làm trên chất liệu gỗ hương và có kích thước nhỏ. Kích thước của mẫu này là cao 52, rộng 50 và sâu 21. Mẫu này thì đó chính là Đạt Ma bay, và bên dưới có tạo thêm một chiếc kỷ để tăng thêm cho độ đẹp, độ chắc chắn cho mẫu này. Với những hình ảnh tà áo và vạt áo được đục chạm rất bay, uốn lượn, tự nhiên. Không thể thiếu được đó chính là những chiếc xương sườn gầy guộc của ngài được thiết kế lộ ra bên ngoài. Và trên tay ngài Đạt Ma có cầm một chiếc gậy. Chiếc gậy này thì có thể tháo rời ra để cho quý vị tiện lợi hơn trong vấn đề di chuyển các sản phẩm về tượng gỗ. Quý vị nào mua mẫu này hãy để lại với cú pháp đó là mẫu 3 kèm số điện thoại. Bên đồ gỗ Văn Sáu sẽ trực tiếp liên hệ đến cho quý vị. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với mẫu thứ tư. Mẫu này thì được làm trên chất liệu gỗ hương, có kích thước chiều cao 72, rộng 50, sâu 20. Bên đồ gỗ Văn Sáu đang bán mẫu này với giá là 5 triệu đồng. Được làm trên chất liệu gỗ hương. Với mẫu này đó chính là hình tượng Đạt Ma đang đứng trên con sóng, đang quay mặt về phía trước. Chắc gần hơn quý vị có thể thấy được những đường vân của chất liệu gỗ hương. Về phần vạt áo tà áo thì cũng được đục chạm rất tự nhiên, bay bổng, uốn lượn. Quý vị nào mua mẫu này hãy để lại với cú pháp đó là mẫu 4 kèm số điện thoại, hoặc nhấc máy trực tiếp gọi điện đến đồ gỗ Văn Sáu qua số điện thoại 0968 152070 hoặc 0972 282070 để được liên hệ đặt hàng. Với mẫu này thì tượng Đạt Ma vẫn được cầm chiếc gậy, và chiếc gậy này có thể tháo rời ra. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với một mẫu tượng Đạt Ma được làm trên chất liệu gỗ cẩm. Mẫu này thì có chiều cao là 76, chiều rộng là 25 và sâu 25. Mẫu này có được tạo một chiếc kỷ và tạo màu đen, tăng thêm cái vẻ đẹp, vẻ chắc chắn cho mẫu này. Quý vị nào mua mẫu này thì hãy để lại cú pháp đó chính là mẫu 5 kèm số điện thoại. Và trong một video ngắn tôi vừa chia sẻ đến cho quý vị về 5 mẫu tượng Đạt Ma được làm trên chất liệu gỗ hương và gỗ cẩm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Tất cả quý khách hàng muốn mua các cái sản phẩm về tượng Đạt Ma có trong video này thì hãy liên hệ tới đồ gỗ Văn Sáu qua số điện thoại tôi đã ghi ở trên màn hình.
và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.